Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về điệu xì lô, blue, xì lô sọp, xì lô rock ha. Nè, xì lô sọp, blue, xì lô rock, bốn điệu ha. Nói rõ ràng là cái nguồn gốc nó từ đâu ra ha. Điệu xì lô, mình sẽ nói điệu xì lô trước ha. Xì lô là chậm. Đó, bây giờ nó xuất phát từ hai nốt đen, hai nốt đen tức là hai nhịp, rồi hai nhịp chân. Bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn coi. Đó, đây là xì lô, đãi xuống là xì lô thôi, không gì hết. Rồi, rồi đó, thấy chưa? Bây giờ nó sẽ biến tấu ra cũng hai bốn luôn, biến tấu ra xì lô sọt hai bốn, xì lô đi, biến tấu xì lô nè. Đó, cứ vậy hoài. Rồi từ cái xì lô á, nó sẽ biến tấu ra xì lô sọt. Đó. Đó. Thì nó sẽ là nhịp 4-4 thì nó mới biến tấu được. Một vòng nó phải 4 nhịp nó mới biến tấu được. Đó. Đây, nó phải 4 nhịp nó sẽ biến tấu nè. Đó, xì lô sọt đó. Đó, biến tấu á. Hết cứ vòng 4 nhịp là chuyển hợp âm liền. Bùng chát, bùng 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 chát, bùng chuyển. Đó, thấy chưa? Biến tấu không? Bạn hiểu không? Biến tấu ra. Rồi bây giờ nó sẽ biến tấu ra điệu xì lô rốc nữa. Hai nốt đen xì lô ha, nó biến tấu ra điệu xì lô rốc luôn. Đây. Xì lô nè, 1 nè, 2 nè. Mình sẽ đếm 1 2 như vậy cái điệu solo, mà mình sẽ đánh điệu solo rock cho bạn coi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 thấy đều không? Đó. Nó chỉ thêm âm thanh biến tấu á, biến tấu là thêm âm thanh thôi. Đó. Đánh nhiều âm thanh lên nhưng mà có hai nhịp à, có hai nhịp nhưng mà mình đánh biến tấu à, mình đánh hai cái liên ba, một cái liên ba là một nhịp chân à, mình đánh sáu âm thanh, trong sáu âm thanh nó có hai nhịp thôi, từ điệu xì lô ra, từ xì lô mà phân tích ra điệu xì lô rốc đó, bạn hiểu chưa? Nó chỉ thay đổi cái tay mình, tốc độ âm thanh thôi, thay đổi thôi mà cái nhịp chân nó vẫn giữ nguyên như vậy đó. Xì lô là biến tấu ra xì lô rốc nè, xì lô sọt nè, đó. Rồi bây giờ nó biến tấu ra điệu blue nữa nè, à, biến tấu ra điệu blue luôn, nó phân tích ra là hai nhịp đúng không, hai nốt đen biến tấu ra bốn móc đường xuống đây xì lô nè, nhà biến tấu là blue nè, vậy nè, một hai 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 một, thấy không? Slow là một hai một hai một hai một hai một hai, thay đổi thôi, thay đổi cách đánh thôi. Rồi người ta đặt tên ha. Đặt tên để cho nó là lạ tí khác à, slow blue này kia. Blue thì đánh nhanh lên tí xíu là cũng được, mà nó xuất phát từ slow ra hết. Rồi. Nếu mà đánh blue 44 á thì giống như slow sọt thôi. Nha. 1 2 1 nè, 1 2 3 4 nè, đếm nè. 1 2 3 4 1 2
3 4 slow sharp nè. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Cái này là gì? Nó là slow shop. Đó, mà các bạn ư gọi là điệu gì? Ballad gì đó. Đánh nhạc trẻ ballad đó, nó là xuất phát từ slow shop ra, nó là điệu slow shop. Đó, dòng nhạc là dòng nhạc rock ballad và pop ballad, nghe không? Nhưng mà cái điệu của nó là slow shop. Đó, xuất phát từ slow ra hết. Ha. Slow xuất phát ra. Đó. Biến tấu ra slow shop, slow rock, blue. Hả? Cái gốc nó là slow hết. Hiểu không? Đó, chẳng qua là mình gọi tên để cho dễ nhớ. Dễ nhớ cách đánh là sao, thấy không? Slow shop 44. Đó, mình biến tấu ra 44 thì nó sẽ khác. Nhưng mà mình phải giữ được cái nhịp ha. Giữ được cái nhịp để mình biến tấu ra những cái điệu khác nữa. À. Biến tấu ra rất là nhiều điệu. Sau này mình sẽ hướng dẫn thêm nó biến tấu ra nhiều nữa. À. Các bạn nào học nhạc lý thì bạn hiểu được. À, hiểu nhanh hơn. Đáng chịu khó mình học thêm cái nhạc lý nhịp phách này kia rồi đó. Sơ. Thời gian thôi là mình sẽ hiểu về mình là mình nói, mấy bạn sẽ hiểu mình nói gì. Đó, mình nói sơ, hôm nay là mình củng cố lại các điều cho các bạn hiểu rõ là như vậy, nó xuất phát từ đâu, nguồn gốc. Có nhiều khi mình nói lộn điều blue với slow cũng được, không sao, hiểu không? Nhiều bạn có thắc mắc là nhớ điều này điều blue mà nhớ điều này đâu phải slow sọt đâu, đâu phải slow đâu, nó là một chứ, là biến tấu ra thôi, hiểu không? Nó biến tấu ra chứ không có gì hết á. Giờ tôi nói slow với blue, tôi nói lộn cũng được, nó không sao, thấy không? Nói sao tôi đánh đúng nhịp được rồi nói lộn đó, cái gốc của nó quan trọng là cái gốc. Rồi, cảm ơn các bạn nha đã theo dõi. Bây giờ mình xin chào tạm biệt nha. Các bạn nhớ comment ở dưới, nhớ subscribe cho mình, nhớ comment có gì mình sẽ hướng dẫn thêm. Các bạn không hiểu điều gì á, mình hướng dẫn liền. Bạn nào không hiểu điều gì mình hướng dẫn, mình gửi trực tiếp cho các bạn đó luôn nha. Rồi, bye bye các bạn.